Chào các bạn, đây là cái hộp hàng mình vừa mới nhận được từ yes24.com. Nó là cái đôi giày Line mình mới mua. Thì cho các bạn xem qua một chút về cái gói hàng này. Cái đôi giày này thì mình đặt mua ở trên yes24. Giá của nó, giá gốc là 1.790.000. Nhưng mà do mình áp được cái mã giảm giá nên là nó giảm chỉ còn 1.611.000 thôi. Nhưng mà do đây là cái hàng nhập từ Hàn Quốc cho nên là bên yes24 yêu cầu là mình phải đặt cọc trước 200.000. Thì hôm nay mình vừa nhận được, trừ đi 200.000 là mình phải thanh toán 1.411.000. Sau đây mình sẽ mở hộp cái sản phẩm này và cho các bạn xem qua cái sản phẩm đôi giày Line mình vừa mua nhé. Đây, các bạn có thể nhìn lại một chút về cái thông tin sản phẩm này. Đây là tên đôi giày này. Ok, bây giờ mình sẽ mở hộp cái sản phẩm này ra nhé. Không biết là đôi giày thế nào. Lần đầu tiên mình đặt một cái đôi giày on mà có giá trị lớn như này đấy. Hy vọng là chất lượng ok, không để mình không phải đổi trả. Lần này chơi mua cái đôi giày để sang tuần đi Đà Nẵng chơi. Đây, đây là cái vỏ hộp này. Mình sẽ nhấc nó ra khỏi cái hộp này ra đấy. Nó mình sẽ vứt cái thùng này đi. Đây là cái hộp của chúng ta. Dường như là bên yes24 họ đã bóc ra rồi, bởi vì cái hộp này trông nó méo mó không còn được nguyên vẹn. Mình sẽ xem qua cái sản phẩm này. Nhấc hết tất cả ra cho các bạn xem nhé. Đây là đôi giày của chúng ta. Nhìn sơ qua thì cũng khá là ổn đấy. Kèm theo chúng ta có cái gì? Đôi giày là đôi giày đen đế trắng. Và họ cho mình trên cái giày này là có một dây đen rồi. Nhưng đây kèm theo là một túi dây trắng nữa. Nếu như bạn thích dây trắng thì có thể sử dụng dây trắng lại được. Nói chung là khá ngon. Như này mỗi lần mà giặt dây giày thì mình có thể sử dụng dây trắng hoặc dây đen tùy ý. Rồi, bỏ qua. Bây giờ mình sẽ xem cái sản phẩm này một chút nhé. Đôi giày này khá nhẹ, cảm giác là rất nhẹ chân. Mình nhìn qua cái lớp keo gắn này, đôi giày này là đôi giày sản xuất tại Việt Nam. Như thông tin ở trên website của yes24 ấy, đôi giày này sản xuất ở Việt Nam và được xuất sang Hàn Quốc. Và bây giờ mình mua thì mình lại họ lại nhập về. Cái này thì phải đi lên chân thì mới biết được là cái cảm giác của nó như thế nào. Nhưng mà về cơ bản mình nhìn qua cái chất lượng của nó thì khá là ok đấy. Từ cái đế, mọi đường nét và cái chất của giày này, vải này khá là ổn. Vâng, còn để đánh giá thêm thì có lẽ là mình phải đi thêm. Lần đầu tiên mình đặt cái đôi giày đắt như vậy, giá trị thực của nó là 1.790.000.
sau khi áp thêm mã giảm giá vào là còn 1.611.000. Thì đó, đây là mình vừa mở cái hộp sản phẩm này. Mình có thể cho các bạn xem qua về cái đường nét của sản phẩm nhá. Đó. Hình như là đang bị lóe sáng cho nên các bạn không nhìn thấy rõ. Mặc dù mình dùng, hiện tại đang dùng con 7 Plus để quay đấy, nhưng mà nhìn không được rõ, có vẻ là do bị chói sáng rồi. Thôi, mình sẽ có thêm một số đánh giá bổ sung ở trong phần mô tả của video, thì các bạn có thể theo dõi cái video này và đọc thêm một phần mô tả nhé. Bây giờ mình sẽ dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.